28 sự kiện kỳ lạ nhất thế giới, camera quay lại cảnh khó tin phần 3. Xin chào mừng các bạn đến với Ngẫm Radio. Thế giới quanh ta vẫn luôn xuất hiện vô vàn những sự việc lạ lùng, kỳ quái mà có nói ra cũng cảm thấy khó tin. Ở video trước, chúng ta đã khám phá sự việc kỳ lạ bí ẩn. Tiếp nối video này là những câu chuyện cũng thú vị không kém. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 28 chuyện lạ nhất đời được ghi lại bởi camera. Lửa cháy trên băng. Người đàn ông này có thể giữ ấm cho mình trong điều kiện nhiệt độ giá lạnh như thế này mà không cần dùng đến củi. Đó là vì có ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội từ cái hố của dòng sông băng này. Ngọn lửa cháy mãnh liệt giống như một con rồng đang thổi hơi nóng từ bên dưới mặt vậy. Sự thật của hiện tượng lạ này chính là do khí bê tan. Một số dòng sông có khí bê tan bị kẹt dưới các tấm băng và nó rất dễ cháy nếu tiếp xúc với lửa. Hay như người đàn ông này cũng bị sốc khi thấy nước tự bốc cháy dữ dội. Một con sông bốc cháy tưởng chừng là điều bất khả thi, nhưng đó đã thật sự xảy ra tại dòng sông có tên Condamine của nước Úc. Vừa qua, nghị sĩ quốc hội Jeremy Buckingham đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh sông Condamine bốc cháy như một lời cảnh báo gửi đến dư luận. Ngành khai thác mỏ tại nước này đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước như thế nào. Hàng trăm con sâu trong gỗ. Video sau đây có thể sẽ khiến bạn ám ảnh trong một thời gian. Người đàn ông này đang bổ vài khúc củi để đốt lửa và anh ta phát hiện ra có hàng trăm sinh vật nhỏ bé này đang sinh sống trong khúc gỗ. Những con sâu Tumbler này được biết đến với khả năng khoan vào gỗ và làm tổ ở đó. Dòng sông kỳ lạ. Đoạn video này sẽ làm bạn cảm thấy kỳ lạ và có chút đáng sợ. Điều gì đã xảy ra với dòng sông này vậy? Trông giống như một loại quái vật đang chuẩn bị thống trị thế giới vậy. Dù trông có vẻ đáng sợ, thực ra đây chỉ là các nhà khoa học đang làm thử nghiệm trên một hồ nước ở Alaska về thí nghiệm sóng âm. Chắc hẳn các bạn đã từng xem những video về sức mạnh âm thanh hoặc sóng radio làm cho nước chuyển động theo một cách nhất định. Điều này chính xác là những gì đang xảy ra ở đây đấy, chỉ là ở một cấp độ lớn hơn. Thí nghiệm được thực hiện để xem phản ứng của các thể nước như thế nào đối với các kích thích như vậy. Hay trong trường hợp này, người đàn ông đã phát hiện ra dòng sông sủi bọt kỳ lạ. Điều gì đang xảy ra trên bề mặt của dòng sông này? Thật không thể tin được, trông giống như một dòng nước đang sôi lên vậy. Thực tế, đây là hiện tượng một số khí từ đáy sông thoát ra và đang di chuyển lên mặt nước, dù vị trí chính xác của con sông này không được tiết lộ. Mây trôi trên sông. Xem cảnh này thì có vẻ như những đám mây đã hạ cánh xuống mặt sông vậy. Nhưng thật ra không phải thế, dù chúng trông có vẻ đẹp mắt. Nhiều chuyên gia cho rằng có thể đã có một số hóa chất độc hại được thải vào dòng sông này, dẫn đến việc tạo ra bọt. Vì vậy, nếu có bao giờ bạn nhìn thấy mây trong nước, hãy tránh xa chúng nhé. Còn đây cũng là đám mây di chuyển, nhưng lần này là nó di chuyển ngay trên đường phố. Người phụ nữ khi thấy hiện tượng lạ cũng hoang mang và tránh xa. Không hiểu điều gì khiến đám mây này xuống mặt đất dạo chơi như vậy. Và biết đâu, có thể chúng là khí độc hại tích tụ từ một nhà máy gần đó. Dòng sông đỏ ở Bồ Đào Nha. Những người dân ở một ngôi làng Bồ Đào Nha đã có trải nghiệm đau lòng trong đời khi các con phố của họ chuyển sang màu đỏ. Đó là bởi rượu vàng chảy qua mọi ngóc ngách, trông giống như trời mưa tạo ra dòng chảy. Nhưng thực tế thì khoảnh khắc kỳ lạ hy hữu này xảy ra khi hai bể chứa rượu tại một nhà máy chưng cất ở S. Lorenzo Deo gặp sự cố và vỡ ra, làm tràn ra hàng ngàn lít rượu vàng đỏ. Đất mềm. Khu đất này trông giống như một chiếc lò xo tự nhiên, nên người phụ nữ đang nhảy thử lên mặt đất xem sự đàn hồi đến đâu. Thật kỳ lạ, nhưng đất này có thể đàn hồi được đấy các bạn ạ. Mặc dù những mảnh đất mềm mại trông có vẻ thú vị, thực tế chúng không tốt cho mặt đất. Theo các chuyên gia, chúng được hình thành khi đất hấp thụ quá nhiều nước, nên mới gây ra tình trạng mặt đất mềm và dễ vỡ như thế này. Nếu không được xử lý kịp thời, đất bão hòa này có thể trở thành những hố sụt, gây hại nghiêm trọng đến an toàn chung cho người dân nơi đây. Xe tải kỳ lạ. Những người lái xe tải đang vô cùng hoang mang sau khi trở lại đi làm thì phát hiện một lốp xe bị căng phồng lên bất bình thường như thế này. Không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng sau đó họ chích vào chỗ phồng đó và đã có một tiếng nổ bùm, quả là những hiện tượng kỳ lạ. Đây lại là điều có thật khủng khiếp hơn. Đó là nếu như con bạn mang theo đồ ăn đến trường mà bé quên ăn, thì sau vài hôm, nếu mở hộp ra thì điều kinh khủng sẽ xảy ra tương tự
như tình huống của người mẹ này vậy. Đã biết bay. Trong đoạn video, những người bạn này đã tụ tập trên đỉnh đồi và đang vui đùa với một số viên đá và chúng bắt đầu bay lên thay vì rơi xuống. Bạn có thấy rõ không? Viên đá này đã thách thức trọng lực và quyết định di chuyển ngang. Thực ra, đơn giản là do những dòng khí mạnh mẽ cuốn theo những vật nhẹ đi cùng nên những viên đá nhỏ đó có thể bay ngang. Hay như những chiếc que nhúc nhích kỳ lạ này, chúng là gì vậy? Trong video này, thứ mà chúng ta đang nhìn thấy không phải là các đoạn cây. Chúng thực sự là sinh vật sống có tên là Pectinaria. Chúng có một vẻ ngoài vô cùng độc đáo. Vì vậy, nếu bạn tìm củi để đốt, thì bạn nhớ nhé, chú ý để không vô tình đốt cháy chúng. Nhưng còn chuyện chiếc ô này thì sao? Khi trời đổ mưa như chút, thì không biết do gió mạnh hay do lực gì tác động mà chiếc ô như thể đang bỏ chạy vậy. Đoạn phim do camera quan sát ghi lại thật sự khiến người ta bối rối khó giải thích. Vật thể lạ trên trời. Khi đang đi dạo ở một khu vực hẻo lánh, một người đàn ông nghe thấy âm thanh rất lớn của máy bay trên trời và anh ta may mắn quay được đoạn phim kỳ lạ này. Đây có vẻ như là tàu vũ trụ UFO của người ngoài hành tinh đang được hộ tống đi tới một nơi nào đó. Nhiều người xem đoạn clip này cho rằng chính phủ thực sự đã liên lạc với sự sống ngoài trái đất và đây là cảnh họ chào đón một đại diện từ hành tinh khác đến với trái đất. Hình ảnh trên bầu trời. Người đàn ông này đang quay cảnh bầu trời thì vô tình máy ảnh của anh ta ghi lại được điều gì đó kỳ lạ. Trong đoạn video, chúng ta có thể nhìn thấy đó là một hình dáng giống như người đang đi bộ giữa những đám mây. Video này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của vật lý. Những ảo ảnh trên bầu trời đôi khi lọt vào khung hình máy quay, nhưng chúng ta rất khó giải thích đó là gì. Có người cho rằng đó là hình ảnh thế giới song song hoặc một vương quốc trên mây. Vụ rò rỉ dầu. Vào năm 2020, ở Iran, một video kỳ lạ lan truyền trên Internet cho thấy một sự cố rò rỉ dầu ở khu vực Mysolim. Người đàn ông trong video này đang đứng rút tiền từ máy ATM và đột nhiên dầu phun lên từ lòng đất và sau đó tràn ra khắp nơi trên sàn. Chúng ta vẫn biết Iran là quốc gia có rất nhiều dầu, nhưng không hiểu tại sao nó có thể tìm đường đến các máy ATM này cơ chứ. Hành lý lơ lửng giữa không trung. Những cô gái này đang rất lo lắng vì hành lý của họ không được cất giữ an toàn trong khoang đồ máy bay. Tại vì vậy, chúng đang lơ lửng ngoài không trung. Có lẽ họ đang cầu mong cho đến khi đáp xuống địa điểm du lịch thì hành lý vẫn may mắn còn nguyên vẹn. Cuộc thi đi bộ. Đàn chim này đang làm gì vậy? Chúng đang tham gia một cuộc thi ai đi nhanh hơn chăng? Từ trước tới giờ, các bạn có bao giờ thấy đàn chim nào đi bộ một cách đồng đều như vậy chưa? Cảnh tượng thật thú vị phải không? Còn con gấu Bắc Cực này có vẻ như cũng có những ngày lười biếng. Chúng ta quyết định không đi bằng chân nữa mà thay vào đó trườn trên mặt băng như thế này đây. Cũng là trượt nhưng giờ là đến những chú vịt trên hồ này nhé. Chúng thường vẫn sống trên mặt nước và săn mồi là sinh vật bên dưới. Nhưng trong video này là ngày hội của các chú vịt. Chúng bay trên cao xa xuống và bắt đầu màn trượt đẹp mắt và thú vị. Vận chuyển dưa hấu. Chúng ta đã từng nhiều cách vận chuyển hàng hóa trên thế giới. Nào là dùng hệ thống máy công nghệ tiên tiến, nhưng trong video này chúng ta lại khám phá ra thêm một cách mới để vận chuyển dưa hấu thú vị hơn nhiều. Quả là cách này không tốn kém quá nhiều chi phí. Chim xây tổ trên đầu trâu. Thường thì chim làm tổ trên cành cây, đó là điều quá hiển nhiên, nhưng chú chim trong video này táo bạo hơn nhiều. Chú ta làm tổ trên đầu con trâu này, kỳ lạ hơn nữa, chú ta còn để trứng lên đó và con trâu dường như cũng không cảm thấy phiền hà gì. Cây cầu nặng 40 tấn bỗng nhiên bị trộm chỉ sau một đêm. Năm 2021, tại Akron, Ohio, Hoa Kỳ, cảnh sát phát hiện một cây cầu địa phương đã biến mất trong không khí chỉ sau một đêm. Họ cho biết đây là vụ trộm lớn nhất mà họ từng gặp phải trong sự nghiệp. Cây cầu dài 17 mét này được xây dựng vào năm 2000. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2021, có người phát hiện mặt cầu biến mất, chỉ còn lại kết cấu khung thép. Và vào ngày 11 tháng 11, toàn bộ cấu trúc đã biến mất. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng cây cầu tuy lớn, nhưng thực chất nó được xây dựng giống như ghép Lego.
Vật liệu thép được kết nối và cố định bằng bù lông, nên việc tháo dỡ một cây cầu không khó. Kẻ trộm cầu rõ ràng đã phát hiện ra điều này. Theo dấu vết xe tải để lại tại hiện trường, cảnh sát thực sự đã bắt được người trộm cầu. Ông ta đã thuê cần cầu để trộm cầu rồi chuyển nó đi nơi khác. Tuy nhiên, đây không phải là vụ trộm cầu duy nhất trên thế giới mà tình trạng này xảy ra ở khắp nơi. Năm 2022, ở Ấn Độ phát hiện một nhóm công nhân đang tháo dỡ một cây cầu. Tuy nhiên, không người dân địa phương nào thấy lạ và cho rằng đây là vụ phá dỡ bình thường. Năm 2011, một cây cầu nặng 40 tấn ở Pennsylvania, nước Mỹ bị đánh cắp. Năm 2012, một tên trộm ở Cộng hòa Séc đã đánh cắp cây cầu đi bộ bằng thép nặng 10 tấn và dùng cần cầu để tháo dỡ các bộ phận của cầu và đường ray. Năm 2020, vụ trộm mặt đường xi măng và cầu cũng xảy ra ở Đan Dương, Giang Tô, Trung Quốc. Thậm chí, những tên trộm còn thuê người vận chuyển mặt đường bê tông 18 lần. Hồ nước nổi kỳ lạ. Cảnh tượng này trông như một bức tranh hoàn hảo được vẽ bởi một họa sĩ vậy. Nó thực sự làm cho chúng ta khó có thể rời mắt. Nhưng không chỉ có vậy, những người bơi ở hồ này còn có thể tự nổi trên mặt nước. Các hồ muối ở Siwa, Ai Cập nổi tiếng với cảnh quan hữu tình và khả năng nổi của nước. Bí mật của những đặc điểm độc đáo này nằm ở hàm lượng muối cao khiến nước nặng hơn bình thường, tạo nên tính năng kỳ diệu khiến các vật thể và thậm chí cả con người có thể nổi. Vòng xoắn tuyệt đẹp. Cảnh tượng tuyệt đẹp này được quay lại ở Nam Cực và nó không phải là bí ẩn. Đây là tác phẩm của đàn cá voi lưng gù. Chúng đang giăng bẫy và bắt mồi. Những con vật thông minh này sử dụng vòng xoắn ốc Fibonacci để bẫy con mồi. Đây là cách nó hoạt động. Một con hoặc một nhóm cá voi bơi theo vòng tròn. Chúng thổi bong bóng khi di chuyển. Những bong bóng này tạo thành một mạng lưới nổi lên mặt nước, làm cho con mồi hoang mang, mất phương hướng. Vụ cướp hy hữu. Hai người phụ nữ đi biển này đang chụp hình kỷ niệm thì đột nhiên chiếc điện thoại trên tay của một người bị hất xuống nước một cách nhanh chóng. Khi camera quay chậm lại thì chúng ta mới phát hiện ra thủ phạm của sự việc chớp nhoáng này là một chú cá nhỏ, nếu không cũng khó lòng phát hiện ra được. Chú mèo tinh nghịch. Mèo là loài vật vô cùng đáng yêu với vẻ ngoài xinh xắn, bộ lông mềm mịn. Nhưng khi cần hung dữ thì chú ta sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để tự vệ hoặc giằn mặt ai đó. Trong video, chú mèo này thẳng tay tát vào mặt con cá sấu. Hoặc đây là một chú mèo khác vô cùng can đảm giành thức ăn từ trong miệng một con cá sấu. Quả là những chú mèo dũng cảm. Loài thực vật màu xanh kỳ lạ. Những thực thể màu xanh sền sệt này được tìm thấy đang ở đáy một con sông ở Williamsport, Maryland. Người phát hiện ra chúng cho rằng đó là một loại sinh vật ngoài hành tinh nào đó đang cư trú trong đáy sông. Nhưng một số khán giả sau khi xem clip đã chia sẻ rằng đây có thể chỉ là những bọt nước bị kẹt trong tàu và chúng đang di chuyển theo dòng chảy. Thật là kỳ diệu khi tự nhiên có thể tạo ra những màn trình diễn đẹp đẽ như thế này, đúng không các bạn? Thông tin thú vị trên cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ video cho bạn bè mình được biết, cũng như đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại!